báo giá chiếc nồi Panasonic 1 lít. Con này Panasonic có áp suất là áp suất bi này, còn hết pin này nhá. Con này như là hàng mới. Anh nhị răng gần như là chưa sử dụng. Rồi. Mới khủng khiếp luôn. Áp suất bi chị nhá. Đúng rồi, đẹp như mới luôn. Rồi, đẹp xuất sắc luôn, lòng nồi này. Không có chấm nào luôn. Xoong rất dày. Như mới nhá. Đẹp đẹp từ trong ra ngoài luôn. Nồi 1 lít cao tần IH áp suất. Đời 2013. Điện 100V là công suất 1200W này. Nhiệt độ nấu 151 độ C, dòng 15A. Đèn phía bên ngoài này. Rồi đẹp bên trong, đẹp lên kia. Bên ngoài thì nó hơi chảy nhẹ xíu. Này. Chảy nhẹ xíu thôi. Còn bên trong nó chỉ nó gần như mới. Còn này chị nào lấy em tính chị giá 1.900.000 đồng nhé. Bao ship toàn quốc, nếu dùng khoảng 100%. Như mới chị ạ. Xoong bên ngoài, từ bên ngoài bên trong luôn. Lòng lành. Như chưa dùng luôn. Đúng con này gần như chưa dùng rồi chị ạ. Rồi anh chị quan tâm bên này em nhé. 1.900.000 đồng. Bao ship toàn quốc, nếu dùng khoảng 100%. Con đi mua 200 một giây.